Con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta đã sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu mồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta buồn tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm gạo dư thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng với cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Rồi con nhận ra, không có cha che chở đời lắm cho chẳng ai. Trong cơn khốn khó con mơ nhớ đến cha, và sau tất cả chỉ còn cha vẫn mãi chờ. Về với ngài thôi, mẹ mở ra lối, như trong con qua ngày tăm tối. Con đã sai, vì nhà như cha luôn dẫn con. Con muốn trở về bên cha như ngày xưa. Dần đưa con hứa.